Ba cái máy móc hư cũ của người ta đó. Dạ. Không mang về để không cứ chắc vô nhà. Biết giờ cái đường đi nhỏ xíu à. Chỗ ăn cơm chút xíu à. Để được có hai cái chén là một dĩa đồ ăn thôi. Về tới nơi là tôi quạo là tôi bỏ đôi dép xuống rồi tôi lên lầu. Ông nói sao bà không lau nhà, quét nhà phụ tôi. Nó ông bày ông về ông làm, tôi không làm. Nó còn nhỏ đi học á, đi vô trường á thì ở trong trường á thì mấy đứa nhỏ đó, mấy bạn nó nói nhỏ này nè, con của ông lụm dây chai, nhà ông bày tùm lum nè. Tôi làm bên vệ sinh môi trường, ông thay đi gom rác, ông lụm ba cái linh tinh về nhà, ông bày tùm lum trong nhà. Tôi nói hoài thế, vợ chồng càng lớn càng không có sự vui vẻ. Tôi đem những cái rác thải môi trường đó đem về để cải tạo lại thì gia đình hay phàn nàn, nhưng mà làm lại để giảm bớt cái môi trường của thành phố. Là vì làm việc cái ngành môi trường á, những cái vật dụng mà người ta bỏ đi á, cũng như mấy cái máy cassette hoặc là bóng đèn hoặc là tivi, bất cứ một cái vật dụng gì mà nó khó gọi là phân hủy. Yeah. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó chôn lấp thì nó cũng bị ô nhiễm, mà đốt thì nó cũng bị cái khói yeah, cái không khí đó. Vì chỗ đó tôi mang về thì tôi làm, ban đầu chỉ có làm gia đình xài thôi đó. Thì thời gian làm gia đình xài ấy, thì vợ con không có nói, tại vì nó ít quá, yeah, nó không có nhiều như vậy. Tôi mang về thì râu ông này tôi cắm ông kia 10 cái thì nó sống lại 7 cái. Yeah. Nó còn 3 cái thì 3 cái đó có thể mình vứt đi thì nó cũng sẽ giảm đi. Hết giờ đi làm về thì tôi ngồi tôi mặn mò tôi làm. Yeah. Khi bà về bà mệt quá, bà thấy tôi bài binh bố chẳng bơn. Thành ra bà xã bà cứ phàn nàn như vậy hoài. À vậy á. Bày thét kiết giờ cái đường đi nhỏ xíu à. Chỗ ăn cơm chút xíu à. Để được có hai cái chén là một dĩa đồ ăn thôi. Rồi hai ông bà ngồi ở đâu? Ngồi khép nép lại. Ngồi khép. Dạ. Vậy là những cái đồ đó mình tích lũy từ hồi chú còn đi làm hả cô? Thường là những cái đồ gì cô? Ba cái máy móc hư cũ của người ta đó. Dạ. Không mang về để không cứ chất vô nhà. Dạ. Có nghĩa là tới bây giờ anh vẫn còn cái đam mê đó luôn. Vẫn còn đam mê, vẫn còn làm. Ồ, ví dụ như bây giờ là anh đang làm. Bây giờ đang làm thì hầu hết mấy cái đèn led. Mấy cái đèn led này nè. Rồi. Ta hư, đứt, người ta bỏ đi. Thì tôi mang về, thì đem về mình cải tạo cho nó sáng trở lại. Một hai chục cái, thì cái đèn đường của cái hàng xóm á, thì mình cho người ta gắn lên để mình bảo vệ an ninh của cái đúng khu phố. Rồi. Ông làm xong rồi cái ông khoe, ông nói tôi làm cái này bà thấy vui không, đẹp không? Cái đồ mà cô nhớ nhất là cái gì? Cái đồ nhớ nhất là cây quạt trần á. À. Cây quạt trên trần á là quạt 8 cánh á. Dạ. Mà anh, em hỏi là rồi bây giờ mấy đứa nhỏ nó đã hiểu cái công việc của anh chưa? Nó hiểu rồi, với hai nữa là có gia đình. Nó còn nhỏ đi học á, đi vô trường á thì ở trong trường á thì mấy đứa nhỏ đó nó mấy bạn nó nói nhỏ này nè, con của ông lụm dây chai, nhà ông bài tùm lum nha. Thì nó tự ái nó về nó khóc lóc, nó cứ nói ba ơi sao ba làm vậy chi để cho bạn bè con nó khinh bỉ con này kia. Thì tôi mới an ủi nó, tôi nói con à, con nên nhớ mình nghèo, ba nhờ cái này ba làm ra là cái vụ ba có cho được ba cho, còn ai có mua được ba bán, ba kiếm chút để cho lo cho con tụi con ăn học. Ba cứ tiếp tục ba làm, khi nào ba còn sức khỏe ba cứ làm. Mỗi lần mong đi cho là mình phải tốn tiền xe đi nữa. Yeah. Đi về với Đồng Tháp, đi về Cần Thơ cho. Nó lại tốn thêm chi phí đúng không cô? Dạ. Nhưng mà nếu mà để hoài đó thì nó chật nhà mình, đúng em rồi. Cho thì tốn tiền. Tới bây giờ thì cô nói kể cô lên lầu á, nhưng mà cả cái quá trình dài vậy rồi mỗi ngày đi làm về rồi cô có quạo không? Về tới nơi là tôi quạo là tôi bỏ đôi dép xuống rồi tôi lên lầu. Ông nói sao bà không lau nhà, quét nhà phụ tôi. Nó ông bày ông về ông làm, tôi không có làm. Dạ. Rồi chú tự làm luôn? Ông tự làm luôn. Nhà của anh là có mấy phòng nè? Chỉ có hai phòng thôi. Hai phòng, tức là cái phòng khách với lại cái phòng ngủ của anh chị đúng không? Với dạ, cái bếp. Vậy là anh chứa hết đồ của cái anh là đầy hết luôn rồi. Ví dụ giờ khách tới rồi ngồi chỗ nào? Khách tới rồi đứng thôi chứ không có cách chỗ nào đứng ngồi. Đứng luôn. Đứng luôn. Vậy đó. Không có chỗ ngồi. Rồi cái phòng ngủ là anh có chứa cái phòng, gì trong không? Phòng ngủ á thì chỉ còn trọn vẹn cái giường thôi. Còn chung quanh thì chắc tivi. Cái lần mà cô bực nhất là cô phản ứng như thế nào?
và bực nhất là tôi cầm cái cỡ là tôi quát đồ ổng, tôi nhục luôn, quăng ra đường luôn. Chứ ổng đi tìm, ổng đi tìm không có là cái ông cự. À, là cãi nhau hả cô? Cãi nhau à. Dạ. Ủa mà anh chị gặp nhau lúc trong cái trường hợp nào? Hồi lúc trường hợp á là như thế này, là trước đây đó tôi làm bên nhà máy đó là tôi sửa chữa những cái xe ủi. Xe mà khai quang này kia nọ thì tôi làm đó được 2 năm. Tới cái năm mà anh là 78 hay 79 gì đó thì tôi mới đi ở Đồng Xoài này kia nọ đó, lên đó khai quang để cho người ta lên trên đó ta ở. Thì lên trên đó là bị sốt rét nặng. Thì tưởng đâu là chết rồi chứ không phải là còn sống. Đó, 6 tháng trời thì mới bình phục lại. Về nhà máy thì nhà máy cho nghỉ. Thì lúc đó tôi mới gặp bà này, mới gặp bà xã. Mà chị đang làm gì? Bà làm vệ sinh. Thì thấy bà con nhỏ con, rồi bà đi quét, rồi bà chở rác một xe quá đầy. Đó, thấy vậy cái ra phụ, phụ biết được quen luôn. Rồi, trước khi mời chị Đào ra nha, vì anh xác nhận giùm em, phải xưa lúc chị Đào đẹp gái lắm đúng không? Gia đình bà tới 21 người con à. Bà là thứ 13. Dữ gì đó hả? Tôi cưới bà chỉ có một con heo à. Hồi xưa là anh cũng đẹp trai lắm nè, bởi vì miễn là hai người thương nhau thôi chứ. Để em gọi chị ra nha. Bé Trang ơi. Con có hỏi cô Đào là có khi nào ở nhà chú nói chuyện với cô hào hứng giống như là nói với chị Vân ngoài này hay không? Thì cô Đào nói không, tôi ở trên lầu, ông ở dưới đất. Vậy giờ sao chú? Thì nói chung là như thế này, bà thì bà không thích bài binh bố trận. Thứ hai nữa, mình lo mình làm mà bà xuống bà cằn nhằn á, thì mình nói thôi bà đi chỗ khác giùm tôi đi, để tôi làm. Thì lúc đó là bà bỏ bà đi. Ví dụ như vậy. Mặc dù ban đầu mình tưởng là hai vợ chồng sở thích khác nhau, nhưng quan điểm sống rất là giống nhau chị Vân. Chú thì đem đồ về theo cách của mình, còn cô á thì đi xin đồ của người khác. Nhưng mà đặc biệt là qua cái mùa dịch, cô đi xin lương thực, thực phẩm, đồ ăn của người khác về cho công nhân của mình, về cho mấy người nghèo khác. Vậy chị nghĩ đi, cái điểm chung rất là lớn. Đúng chẳng qua rồi. Cái cách nó khác nhau đúng thôi rồi, dạ. Đúng rồi. Nhưng mà ở chỗ là ở chung một nhà mà một người lầu một, người dưới đất buồn quá à. Cô giờ cô nói cho chú, để chú ở chung lầu với cô đi. Ông, tôi nói ông hoài ông nghe à. Hai anh chị đều có một cái nhân hậu á, dạ, là cái tâm gọi là rất gần là như là tiềm ẩn ở trong người luôn. Ai cũng có hết. Nhưng mỗi người là một cách. Chị là cái cụ thể, cái gần. Anh là cái xa, cái mà xa hơn cái đó. Em chỉ nghĩ là như vậy nè. Hai người hiện giờ là chưa có gọi là cảm nhận được cái việc của cả hai người làm đều có ý nghĩa. Và bây giờ ví dụ như chị thì chị nói ông này ông cứ nghĩ cái chuyện gì xa vời ở đâu á. Trong khi bây giờ á hả là chiều nay phải lo ở chiều nay ăn cái gì nè. Đó. Chị nhưng mà năm nay có tin vui hơn rồi. Sao? Đó là chú đã dọn dẹp bớt để cho cháu ngoại về chơi đúng không? Dạ, chú đúng rồi. Đó. Dạ như vậy trời không chịu đất, đất chịu trời hả chú hả? Ừ. Vậy chú nói một câu làm lành với cô để cô bớt hai ra quán cà phê ngoại đi. Nó, bà ngoại cứ kêu về hoài à, mà nhà đâu rồi vô đừng đi không có. Dạ. Mày nói với ngoại mày á, tao kêu ông dọn mà ông cứ cự ra hoài. Nhưng mà mình phải liệu cái là cái đồ này mình đi đem đi đâu mới được. À, còn dạ. Nếu mà dọn dẹp mà đem lên nay quăng bên kia nó cũng vậy thôi. Dạ. Đó. Vì chỗ đó trước giờ mà tôi muốn dọn đó, thì tôi phải đi tìm nhà này, nhà kia, nhà nọ, ai cần cái gì. Tôi về bắt đầu tôi mới đem đó, thì mình phải có cái chỗ để chú, mình giải nhưng đi. Mà nếu mình phân phối trong xóm không thì nó gần. Mà mình phân phối xuống tới Cần Thơ mình phải tốn tiền, mình chở đi phải không? Trời ơi, tốn tiền, tốn về mấy lần rồi, chở đi chở về luôn đó. Đó. Bây giờ là kể như là hết chở rồi. Dạ. Bây giờ là chỉ có cho những cái mấy người hàng xóm thôi. Dạ, cô ơi, vậy là chú cũng có bớt bớt lại rồi đó. Bớt rồi, nhà nay rộng rồi đó. Chị Đào, chị tranh thủ bữa nay đi. Chị muốn anh như thế nào đi? Chị thanh thủ thì nói đi, chị nói trực tiếp với anh đi. Tụi em đứng đây, tụi em đứng về phe chị, tụi em ủng hộ chị không, nè. Không, tới giờ ổng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là tôi mừng rồi. Mừng còn hơn trúng số nữa. Là bây giờ là chị còn yêu cầu ảnh cái gì nữa không? Yêu cầu ổng là dọn bớt cái đường đi, đặng nay mai cho hai đứa cháu ngoại về. Chứ năm nào ấy 30 nó về đứng ngoài cửa à. Nói ngoại ngoại con về con chúc Tết ngoại xíu con đi, hỏi sao bà em vô nhà đâu có chỗ đâu vô vậy hả? Cô ơi, con quan sát thấy chú hai cái tay dễ gãi vậy là biết hối lỗi lắm rồi. Hối lỗi lắm rồi chú, nắm tay cô hứa một lời đi chú. Đó. Thôi bà ơi, bà yên tâm đi.
thôi giờ bà cũng hết tuổi rồi, bà để tôi tới đâu hay tới đó đi. Dạ, cảm ơn cô chú đã lên chương trình để chia sẻ câu chuyện của mình. Và như chú nói đó, qua những cái thông điệp đó thì người ta sẽ trân quý hơn cái sức lao động của các cô chú công nhân vệ sinh. Mà riêng cái câu chuyện của cô Đào với chú Thơm á, chị Vân, em thấy rằng là một cái điều mà rất đáng ngưỡng mộ, đó là hôn nhân vẫn bền vững cho đến bây giờ. Con cái trưởng thành, cái điều kiện sống của mình có thể chưa như ý, nhưng mà rõ ràng là nếu so với những thế hệ như tụi em trở về xuống đó, có thể hở động tí là dọn nhà ra riêng rồi đó. Dạ, nhưng mà cô chú vẫn ở với nhau, mặc dù có khi lúc thì người tầng trệt, người tầng một, có lúc thì người ở nhà, người ra quán cà phê, thì cô chú đã giữ được cái hôn nhân của mình. Còn những cái gì mà mình khó khăn mình đã trải qua rồi thì con cũng hy vọng là cô chú dọn dẹp nó lại. Nhưng mà không phải chỉ là dọn dẹp cái nhà, mà dọn dẹp cái cuộc hôn nhân của mình, nó đang được lưu giữ nhiều năm như vậy rồi, thì bây giờ chỉ còn những cái thời gian để mình tận hưởng cái cuộc sống. Thì con có nghe cô kể là các bạn nhà mình đó, hai bạn gái của cô chú đó thì cũng đã trưởng thành, cũng thành đạt, thì hy vọng là cô chú được an hưởng tuổi già sắp tới. Chung tay với nhau, giống như chú vừa dỗ dai cô một cái thật mạnh đó, thôi bà vui đi bà. Thì cô ha, Vân nghĩ là những cái gì mà anh Thơm làm á, thì Vân nghĩ là không có nhiều người có thể làm được đâu. Thì Vân rất mong là có một cái này cũng chẳng là phép màu đâu, trong bàn tay con người có thể làm được hết. Có thể làm ghi nhận những cái gì mà anh Thơm đã làm và giúp đỡ ảnh, để mà ảnh có thể tiếp tục tuyên truyền, cũng như là vẫn đeo đuổi được cái việc là từ rác thải mình tái chế làm sao để mà có thể bớt đi những cái sự độc hại trong môi trường. Mà những cái đó là tuổi trẻ, thế hệ mà Gen Z đổ xuống bây giờ đang rất cần về những cái tư duy đó. Còn bây giờ thì thời lượng chúng ta cũng đã hết rồi, Vân xin được nói lời tạm biệt. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.